anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật được những cái sản phẩm mà mình đang bán hàng ngày mà mình làm review. Anh em vào xem những cái con âm ly mình mở nội thất. Anh em đến mà chưa đúng chân với cái sản phẩm của mình ở kênh của mình thì anh em dù sao cũng được xem được những cái một con âm ly rất đẹp anh em. Xem cái model của nó là gì đây. Một con âm ly của Anh Quốc anh em ạ. Armstrong. Anh em nào yêu con này thì alo cho mình nhé, một con âm ly của Anh Quốc. Rất là hay luôn đấy. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Mình về cập nhật được mỗi con âm ly thôi.